Phần cuối chương trình là không khí lễ hội Halloween tại phố đi bộ. Lễ Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm cuối cùng của tháng 10 hàng năm. Lễ hội này giờ đây cũng đã được du nhập vào Việt Nam, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Tối qua, tại phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An, các hoạt động hóa trang cho các em nhỏ diễn ra thú vị, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 300 trẻ em và phụ huynh đã tham gia chương trình này. Ngay từ 6 giờ chiều, các em đã tụ tập về khu phố Tây với các loại trang phục hóa thân thành các nhân vật trong cổ tích. Ma quái có, vui nhộn có, dễ thương cũng có. Những điểm vẽ mặt tạo hình nhân vật là điểm được các em lựa chọn để có được kiểu hóa trang độc đáo nhất. Cách đây 2-3 năm em vẫn cho cháu tham gia, nhưng mà tham gia cả cái gọi là cả cái trung tâm từ tổ chức á, nhưng mà mẹ lên được chơi. Nhưng hôm nay là mẹ là được tham gia hết mình với con, vì không những con được hoạt động mà mẹ cũng được hoạt động. Cái lễ hội này rất là ý nghĩa, nếu như mà Huế có được nhiều lễ hội hơn nữa để cho những em bé và những cái thiếu niên ở Huế mình có nhiều cái hoạt động như ri nữa thì em thấy rất là hay. Em thấy rất là vui, và vì là con của em rất là háo hức khi mà tham gia những lễ hội này, đóng vai những vật mà con yêu thích và được xin kèo. Các em cùng tìm hiểu về lễ hội Halloween, một hoạt động xuất phát từ các nước phương Tây để tưởng nhớ những người đã khuất, nhưng sau đó trở thành lễ hội cộng đồng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Là một ngày để mọi người có thể cùng nhau vui vẻ, sum họp một cách thân tình bên bạn bè, người thân của mình. Các em cùng chủ hề, các hoạt động viên tham gia các trò chơi, trình diễn các trang phục, hóa trang ấn tượng nhất. Nhân vật thân trẻ và việc hai hôm nay con chơi rất là vui. Gia Lê Hôi chúng ta là hỏa đáng nên nhận con mã quỳ để chúng ta đi chữ và tính kèo. Không chỉ hiểu về một cái lễ hội cũng khá mới lạ của phương Tây, mà đây là còn là một cái bước đêm mà chúng tôi có thể là sau này chúng tôi giới thiệu cho du khách nước ngoài cũng như là các gia đình ở trên địa bàn. Mỗi lần mà có dịp như là Noel hoặc là rước ông táo hoặc là rước trung thu thì cũng có thể đến khu phố Tây này và đưa các cháu đến để chung vui cùng các lễ hội này. Đối với các em nhỏ, hoạt động thú vị nhất là trong trang phục hóa trang đi diễu hành trong khu phố Tây xin kèo theo phong tục truyền thống của nghi lễ này. Lễ hội mang đến cho các em những trải nghiệm thú vị, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị Huế năng động và thân thiện đến với du khách.